Giới thiệu với các bạn, đây là một gốc cam. Đây là một gốc cam. Đó. Đây là trái của chúng đây. Đó. Thì đây là tôi đang thực hiện cái phóng sự này tại đằng sau vườn nhà thao chim cú gáy, với cái diện tích là 100 ha, có rất nhiều cái loại hoa quả, mùa nào thứ đấy. Và đây là thực tế là một gốc cây. Các bạn thấy là đây, cam. Đó. Rất là đẹp. Và vừa rồi thì mình có đăng một vài cái video về bưởi diễn, bưởi da xanh. Đó, thì thực tế là đây là bà cô. Và mình sẽ đăng tải để bán những cái sản phẩm. Thì nhớ các bạn là cây này là bón phân bò sữa nhá, phân chuồng. Đó, chứ không phải là bón phân hóa học nhá. Đấy, phân hữu cơ. Đấy, các bạn thấy là hoa quả sạch thì đấy là một cái điều kiện rất là tốt để các bạn có thể đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt là bưởi diễn, bưởi da xanh, rồi nhãn, rồi rất là những cái thứ khác. Đó, các bạn thấy là đây là một cái mô hình vườn trại 100 ha, rất là nhiều. Đó, mới có trồng được 3 năm thôi, nhưng rất là nhiều. Đó, đây là một khu vườn thôi, chứ không phải là tất cả. Đó, các bạn thấy là quá ok luôn, đúng không ạ? Quá ok luôn, quá tuyệt vời. Đây, cỏ là cắt bằng máy nhá. Đó, xa này, đó, xa quá nhiều luôn. Bên này là cái đồi nhỉ, 100 ha quanh cái vườn này, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi trồng cây ăn quả, mùa nào thứ đấy, tất cả rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn có thể muốn mua những cái mua lẻ những cái quả bưởi da xanh, bưởi diễn, quả những cân nhãn, những cam canh, rồi cam, tất cả những cái hoa quả được ưu tiên về giống gen thì chúng tôi đã được bà cô trồng rất là ok. Các bạn liên hệ là 0335305982, gặp đồng chí Thao Chim Cú Gáy sẽ cung ứng cái thông tin cũng như là bán cho các bạn từ vận chuyển toàn quốc nhé. Cái này đóng vào bao tải, chuyển hoa quả toàn quốc luôn. Đấy, các bạn thấy video bổ ích thì các bạn có thể đăng ký để tiếp tục đón nhận những video mới nhất về cây giống nông nghiệp, con giống. Đó, kênh của mình là kênh Chim Cú Gáy. Hiện giờ mình có phát triển thêm về những cái cây giống và con giống lạ tại quê hương Ba Vì. Các bạn có thể ghé thăm là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video.